Đồng Thảo xin kính chào quý vị khán thính giả của quê hương Media. Kính thưa quý vị, hôm nay đài truyền hình quê hương rất là hân hạnh được đón tiếp một nhân vật mà chúng ta đã từng gặp gỡ nhiều lần trên đài truyền hình quê hương trong những lần phỏng vấn trước. Thưa đó là thầy Quảng Thường từ chùa Hồng Danh cùng với các cô như là Xuân Trang, cũng là đồng sáng lập viên của Từ Tâm Loving Heart Charity cùng với Kim Vân. Chắc là quý vị cũng hỏi thử coi Đồng Thảo là tại sao lại có cái hạnh duyên để ngồi đây cùng với thầy và các cô để làm gì? Thưa quý vị, bởi vì sắp tới đây chùa Hồng Danh cũng như là Từ Tâm Loving Heart Charity sẽ đứng ra tổ chức một cái buổi sinh hoạt văn nghệ gây quỹ. Bữa đó nó sẽ là Birthday Chay. Buổi gây quỹ này đây là lần thứ tư của Từ Tâm Loving Heart Charity. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn của Đồng Thảo cùng với thầy Quảng Thường và Kim Vân cũng như là Xuân Trang. Con thưa thầy, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy ạ. Dạ Phật, dạ, kính chào chị Đồng Thảo. Dạ. Đồng Thảo xin chào Xuân Trang với cả Kim Vân. Dạ, em chào chị. Thưa thầy, nói tới chương trình Từ Tâm Loving Heart Charity đó, đây là lần thứ tư, thì chắc hẳn là Đồng Thảo tin là quý vị đồng hương của chúng ta cũng không xa lạ gì với chương trình. Nhưng mà dẫu sao con cũng mời thầy trình bày sơ qua cho quý vị khán thính giả ở trong vùng biết được cái mục đích hoạt động của Từ Tâm Loving Heart Charity như thế nào ạ. Dạ, A Di Đà Phật, kính chị Đồng Thảo, chị Kim Vân và chị Vari Xuân Trăng, kính gửi lời chào thân mến đến tất cả quý đồng hương Phật tử cũng như quý khán thính giả của đài quê hương. Như nhiều năm qua thì tất cả quý đồng hương Phật tử của chúng ta khắp nơi cũng ít nhiều cũng đã từng biết đến Hội Từ Tâm. Thì Hội Từ Tâm của mình ra đời nhằm mục đích để mà ban vui và cứu khổ. Ban vui là đem đến những cái niềm vui, những niềm tin, những sự hy vọng cho những người kém may mắn bất hạnh hơn chúng ta. Cứu khổ là giúp những mảnh đời bẻ bàng, khó khăn ở trong cái đời sống để họ có được một cái cuộc sống tương đối bớt chật vật hơn ở trong cái đời sống hàng ngày. Thì cái Hội Từ Tâm đã làm những gì thì thường nhật đó, mỗi tháng như vậy là 2 ngày 15 với ngày mùng 1, mình có cho mọi người dùng cơm chay để gieo duyên trên đất nước Việt, trên các cái vùng quê ở Việt Nam. Và thứ hai nữa là mình cho hòm từ thiện và mình cho mổ mắt cũng như xây nhà tình thương. Hoặc là mình hiện tại thì Hội Từ Tâm đang nuôi 33 cụ già neo đơn và không có người thân nhân. Và ở tại còn nhiều những việc khác nữa. Và ở tại Mỹ này thì mình cho những cái chương trình cứ mỗi năm như vậy, tới cái chương trình cho học sinh nghèo ở Mỹ, cái chương trình Back to School, cũng như năm vừa rồi, tháng 10 năm 2010 rồi, mình cho cái chương trình Hội Ung Thư ở tại đây. Cho nên Hội Từ Tâm đã đồng hành cùng với quý đồng hương, quý Phật tử của chúng ta, nhất là ở Hoa Kỳ và đặc biệt là ở cái vùng Thung Lũng Hoa Vàng này. Mọi người đã đồng hành với Hội Từ Tâm và Hội Từ Tâm cũng đồng hành với mọi người, và trong 4-5 năm qua đã làm được những việc có ý nghĩa như vậy. Như vậy là Hội đã thành lập được khoảng chừng 4-5 năm. Đồng Thảo vừa mới nghe thầy nói là Xuân Trang là người đồng sáng lập ra Từ Tâm Loving Heart Charity. Đồng Thảo rất là cảm phục, tại vì Xuân Trang có vẻ còn rất là trẻ mà đã có một cái tâm nguyện và sự hoạt động tích cực như vậy cho Hội Charity như vậy. Thì em có thể cho khán thính giả biết động lực nào mà thúc đẩy Xuân Trang làm điều đó hay không? Dạ thưa chị Đồng Thảo cũng như quý vị khán thính giả, thì thật ra mọi chuyện nó xảy ra một cái duyên thôi. Ngày xưa tới giờ thì em cũng theo mẹ, thì mẹ dẫn dạy mình đi xây cầu hoặc là đi nuôi những người nghèo, cho những xây cất cầu, xây cất những cái chùa giúp ở Việt Nam, mà em không hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Cho nên tới cái duyên 2011 thì ba em mất đi, thì gia đình em có làm đám tang ở chùa Hồng Danh với thầy, gặp thầy Quảng Thường, thì thấy thầy có một cái hoài bão, thầy muốn làm những công việc như vậy. Cho nên tự nhiên rồi mình có cái duyên đó, mình gặp thầy, rồi gia đình em cùng thầy
4 năm nay thì hội Từ Tâm bắt đầu từ 2012 là mình legalize tất cả mọi thứ ở trong Santa Clara quận hạt này là 2012. Thì những công việc 4 năm nay hội làm thì thầy cũng đã mới vừa giải thích xong. Em rất là hân hạnh và rất là vui mừng để mà được đồng hành với thầy, với quý vị đồng hương Phật tử, mà cũng là một cái em cũng muốn dùng cái cơ hội này để dạy bảo những đứa con của em để cho nó tiếp noi tục gương. Những con trường con đường này noi gương để giúp người ta. Dạ thưa thầy, con không hiểu rõ lắm là nếu mà với một cái hoài bão lớn lao như vậy và qua những cái quá trình hoạt động như thầy vừa nói đó, thì mình làm được, hội đã làm được rất là nhiều việc như vậy, thì thành phần của hội có đông lắm không thưa thầy? Xuân Trang với thầy và còn có chắc là cũng phải có một số hội viên khác nữa. Dạ thì cũng có một số anh chị về giúp, chẳng hạn như cái chương cái event sắp tới là 24 tháng dạ. 7 là cái chương trình cho xe lên xe lắc này, thì có nhiều anh chị em đến phụ giúp. Còn nếu mà hai thầy trò không thì nó sẽ vất vả hơn. Dạ, dạ. Vâng. Vâng, thầy vừa mới đề cập tới cái buổi văn nghệ gây quỹ sắp tới đó thưa quý vị. Đó sẽ là vào ngày Chủ nhật 24 tháng 7 năm 2016 từ 11 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Và đây là một cái tiệc chay văn nghệ, có văn nghệ gồm có một cái số ca sĩ từ miền Nam chẳng hạn như là Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh và Đan Nguyên, cũng như ở đây thì có MC Thanh Tùng, rồi Nguyễn Hồng Ngọc, Hoàng Nguyên, rồi Châu Dũng, rồi bé Lina Phương Vi, bé Victoria Thúy Vi, và đồng thời nghĩ chắc cũng còn một số nữa. Thì buổi văn nghệ đó sẽ được bán vé. Thì như vậy thì Kim Vân có thể cho quý vị khán thính giả biết được là vé, nếu mà quý vị muốn mua vé thì mua ở đâu em? Dạ, thưa chị Đồng Thảo và quý khán thính giả, và quý vị muốn mua vé thì liên lạc tại Từ Tâm Charity 408-449-5399, cô Yến Hà 408-834-3574, hoặc là Valery Xuân Trang 408-667-3013. Dạ thưa chị. Và như vậy thì giá vé bao nhiêu em? Giá vé thì có. Dạ dạ thưa, giá vé đồng hạng là 30 đồng, giá vé VIP là 60 đồng. Thì nếu quý vị nào chưa có vé mà quý vị muốn coi cái chương trình buffet chay, đi coi văn nghệ và những cái đám món ăn đặc biệt của chùa Hồng Danh buffet chay lần thứ tư này, thì quý vị có thể liên lạc những số điện thoại chị Kim Vân vừa đọc. Vé có bán tại chùa Hồng Danh giống như là hội Từ Tâm của mình, thì địa chỉ là 1129 Bao Harbor Way, góc đường Story với đường King, hoặc là quý vị cũng có thể tới Paloma Cafe ở trong khu Grand Century Mall. Vâng, và thưa quý vị, buổi văn nghệ, buổi tiệc chay văn nghệ gây quỹ lần thứ tư này được tổ chức tại trường Yerba Buena High School. Chắc là quý vị rất là quen thuộc với cái ngôi trường này, nhưng mà đồng thời cũng đọc qua cái số địa chỉ của Yerba Buena High School, đó là 1855 Lucretia Avenue, San Jose 95122, vào ngày Chủ nhật đó thưa quý vị. Cái chương trình có những cái gì đặc biệt em hoặc là Xuân Vân hoặc là Kim Trang, về Kim Vân có thể, Xuân Trang với Kim Vân có thể nói sơ qua về chương trình được không? Dạ, thì thưa chị Đồng Thảo và cùng quý khán thính giả, thì theo như Kim Vân được biết là cái chương trình thì chắc chắn là những ca sĩ sẽ trình bày những nhạc phẩm rất là hay. Rất là hay của ngoài, họ. Dạ, và ngoài cái ca hát thì sẽ có một cái hoạt cảnh, thì Kim Vân hy vọng cái hoạt cảnh này là cũng là cây nhà lá vườn. Thì Kim Vân hy vọng nó sẽ tạo thật nhiều cảm xúc để quý khán thính giả có thể nhìn thấy những cái đứa bé nghèo khó, bất hạnh và những người tàn tật ở trên sân khấu mà khi mà được hội Từ Tâm đem xa lăng tới tặng. Dạ, thì em hy vọng là quý khán giả sẽ hài lòng với cái hoạt cảnh này qua sự trình bày của bé Lina và Victoria là dạ. Vista Kid của Thí Nga. Dạ thưa, con kính hỏi thầy một câu như thế này. Con biết là làm có một cái website của Từ Tâm Loving Heart Charity phải không thưa thầy? Dạ. Đó nên là cái buổi phỏng vấn ngắn ngủi này có thể là quý vị khán giả sẽ không có hiểu hết được những hoạt động lớn lao mà thầy cùng với hội đã làm trong 4 năm qua. Vậy thì cái website của mình là như thế nào thưa thầy? Dạ, người có thể vào coi được không ạ? Cái website nó gọi là từ tâm.org.
Hoặc là nếu như quý vị có thể vào Facebook là Từ Tâm Charity cũng có thể coi được những cái sinh hoạt cũng như những cái hình ảnh mà nó gần nhất và mới nhất bây giờ thì chị. Vâng. Dạ. 4 năm trời mà hoạt động như vậy, mà làm được nhiều việc như vậy thì không phải là dễ dàng. Thưa thầy, qua cái quá trình hoạt động như vậy đó, thầy có những cái khó khăn nào mà thầy muốn trình bày cho quý vị Phật tử cũng như quý đồng hương biết để mọi người có thể chia sẻ với mình hay không? Thực tế khó khăn thì cũng không có khó khăn gì thôi chị Đồng Thảo. Khi mà mỗi việc mà mình bắt đầu để chuẩn bị mình làm, mình đều có chuẩn bị sẵn trước vài tháng. Dạ. Cho nên mọi việc nó sẽ cũng diễn ra một cách tốt đẹp. Chẳng hạn như cái ngày thứ bảy, ngày Chủ nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2016 tới, mình sẽ có cái chương trình buffet chay văn nghệ gây quỹ cho xe lăn, xe lắc, xe đạp và quà cho học sinh nghèo lần thứ tư mà nãy giờ chúng ta đang bàn thảo, và cái chỗ bán vé và ai ca hát và có những gì ở trong cái chương trình đó. Thì những cái khó khăn là về phần tổ chức, địa điểm, rồi những cái ngày giờ thời gian, đó là những cái nó hơi chật vật, nó hơi khó cho mình một chút xíu. Nhưng mà mình đem hết cái tâm lực, nguyện lực và cái từ bi lực của mình ra, mình cống hiến và mình làm ngày đêm với nó và mình xả thân vào với nó thì thực tế không có cái khó khăn nào mà mình không có thể vượt qua được. Như những người mà mình ngồi và thấy chiếc máy bay bay lên trời, mình tưởng tượng hai mấy cục sắt không mà bay lên trời, nhưng mà mình nghĩ nó khó vô cùng. Nhưng mà đối với những người học hành và những người có tâm huyết với nó thì không phải là câu chuyện khó của họ. Thì những cái công việc này cũng vậy, cái khó cái bước đầu là mình sẽ làm như thế nào để mình có được một số tiền mình mong muốn, có được một ngân quỹ đó. Ngân quỹ để làm gì? Để mình đem đến cho những người bất hạnh hơn. Rồi mình cái phương thức nào để mình chuyển tải đến cho những người bất hạnh đó được những cái món quà mà mình xin và mình kêu gọi được từ những tấm lòng cao quý của đồng hương Phật tử chúng ta đóng góp, thì và làm sao đồng tiền đó tới được những cái tận tay của những người bị kém may mắn đó. Vâng, thì đó là những cái việc khó, nhưng mà đó chỉ là cái bước đầu thôi. Bây giờ thì mọi thứ nó cũng đã đi vào đâu vào đó, đi vào nền nếp rồi, tại vì là lần thứ tư rồi phải không thưa thầy? Dạ, cho nên là tới ngày tới giờ là mình bắt đầu mình làm thôi. Nó khó là mình mỗi lúc cái không gian của chùa của mình nó rất là hẹp. Dạ. Như mọi khi mà mấy kỳ trước mình nói thầy có chia sẻ với cô Đông Trang đó, thì cái không gian của mình nó nhỏ dữ lắm. Năm nay, năm 2015, 15 vừa rồi đó, thì mình làm thì tương đối đông người. Dạ. Cho nên năm nay không có dám làm ở chùa. Năm nay mình thử đi ra ngoài thử một lần. Dạ. Dạ. Thì ở bên ngoài thì nó cái tốn kém nó nhiều hơn, dạ, vâng. Chi phí nó nhiều hơn. Vâng. Rồi mọi cái bày biện trang trí tất cả mọi thứ bằng là ngày đêm của ban tổ chức, rồi để có những cái hình ảnh mà trong nhiều năm qua. Thật ra nếu mà hình ảnh mà để mà chiếu thì quý vị coi từ sáng cho đến tối coi không hết những hình ảnh đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà mình chỉ lựa những hình ảnh mà gần nhất và mới nhất để cho quý đồng hương Phật tử mình có thể nhìn thấy và cảm nhận được họ nhìn thấy những tấm hình đó, những hình ảnh, những việc làm đó, có nghĩa là đồng tiền của họ và những suy nghĩ của họ cũng giống như mình, họ cho vào đó và đồng tiền của họ được tới những cái bàn tay, đến những người bất hạnh hơn. Cho nên năm nay thì năm thứ tư mình làm cái chương trình này, và chúng tôi cũng mong ước và hy vọng rằng quý vị có hữu duyên coi trên màn ảnh và trên đài quê hương thì quý vị thương mến chúng tôi là trong những người làm việc cực nhọc trong ngày đêm để lo cho chương trình này, và mặt khác quý vị thương mến đến những người kém may mắn bất hạnh hơn chúng ta, có được một phần quà nhỏ như cho các em học sinh nghèo, có được một chiếc xe đạp cho các cháu từ nhà đến trường để các cháu đi học để làm gì, để có một kiến thức, để có tri thức để vượt qua những cái cam go, những khó khăn của đời sống không, và cho những cái chiếc xe lăn xe lắc hát cho những người nghèo và những người già. Họ di chuyển nó khó khăn khập khiễng trong đời sống của họ thì họ di chuyển được nó nhẹ nhàng hơn, đỡ hơn cái đời sống cho họ. Đó là mục đích mà chúng tôi muốn làm và chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý đồng hương Phật tử cũng như quý khán thính giả của đài quê hương. Nếu như quý vị nghe được chương trình này, hy vọng quý vị rủ bạn bè, người thân và tất cả những người mà quý vị quen đến để mua vé, để ủng hộ cho cái chương trình. Thứ nhất là chúng ta đến thưởng thức được các rất là nhiều cái món chay thật là tinh khiết từ quý cô, quý anh chị ở chùa làm, dạ. Từ tay làm nên để cho cống hiến cho quý vị. Thứ
Thứ hai nữa là mình được gặp bạn bè, gặp được người thân, gặp được những người mình quen biết mà nhiều tháng mình không gặp lại. Vâng. Bây giờ mình gặp, mình hàn huyên đôi ba câu chuyện, chia sẻ một cái chút tình, chia sẻ một chút tấm lòng của mình, cũng như mình thưởng thức cái chương trình văn nghệ đặc sắc này như chị Kim Vân đã chia sẻ với chúng ta, cho quý đồng hương Phật tử, là mình sẽ có một cái hoạt cảnh. Cái hoạt cảnh đó là mình trao tặng xe lăn, xe lắc hát, và nhìn thấy những cái cảnh tượng khó khăn của những người, những trẻ em cũng như những người già neo đơn bất hạnh ở tại quê nhà của mình. Cho nên chúng tôi làm ra cái chương trình này cũng hy vọng và mong đợi rằng được chào đón và được tiếp đón quý vị trong cái ngày Chủ nhật 24 tháng 7 năm 2016 năm nay. Vâng, như thầy vừa nói, thưa quý vị, đây không chỉ là một cái buổi văn nghệ gây quỹ, mà cũng có thể chúng ta xem đây là một cái cơ hội, một cái ngày hội của những tấm lòng cùng đến, chúng ta cùng đến để cùng có dịp đóng góp và cũng chia sẻ những tâm tình trong cùng một cái hoài bão để mà giúp đỡ được những cái kẻ mà kém may mắn hơn chúng ta. Vâng, điều này rất là ý nghĩa, nên là Đồng Thảo cũng mong là quý vị sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của thầy Quảng Thường và của Xuân Trang Kim Vân từ tâm Loving Heart Charity. Em có muốn gửi gắm một vài lời đến quý vị bảo trợ không? Chị nghĩ là quá đông vị bảo trợ nằm đây mà còn nhiều nữa mà mình không biết nữa, phải không em? Thấy gọi lòng từ tâm cũng nhiều ghê á. Chị thấy trên cái list này, em có muốn nói gì với quý vị bảo trợ không Xuân Trang? Dạ thì em xin đại diện cho hội Từ Tâm Loving Heart Charity để gửi lời tri ân rất là đặc biệt tới những vị đã đồng hành với hội Từ Tâm trong những năm qua. Thì nếu mà nói về những người ở trên đây, đi chị Đồng Thảo nói là những cái businesses thôi. Yeah. Còn rất là nhiều quý đồng hương Phật tử có những tấm lòng vàng mà người ta không muốn nêu tên, hoặc là người ta không có cái gì để promote người ta. Thì cho em xin chọn một vài vị để mà đại diện cho những người sponsor. Xin cảm ơn tới anh Nhân Nguyễn, Managing Partner của Mass Mutual, nhà hàng chay Mint and Basil, siêu thị Food Bowl 99, công ty Tom Awnings, anh Thuận Nguyễn của Highmark Loans, công ty địa ốc Infinity Real Estate, Lim Ân, chuyên viên Life Insurance của Mass Mutual, anh Thiêm Nguyễn của Oak Hill Memorial Park, and chị Thủy Vivian Phan là người của công ty địa ốc. Đó là những người mà em muốn tri ân trên chương trình hôm nay. Và xin nhắc lại với quý vị là cái buổi buffet, cái buổi văn nghệ này bắt đầu từ 11 giờ sáng, chấm dứt lúc 4 giờ chiều. Nhưng mà lunch, cái buffet sẽ được được đãi từ lúc 11 giờ trưa cho tới 11 giờ rưỡi tới 1 giờ rưỡi. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó là cái buffet lunch sẽ được diễn ra. Nhưng mà chương trình văn nghệ thì bắt đầu vào 11 giờ. Thì mong quý vị đồng hương Phật tử tới để ủng hộ chương trình. Dạ. Như là Xuân Trang vừa nói, thưa quý vị nếu mà bận rộn trong ngày Chủ nhật mà không tới, không có thể tới suốt cả chương trình từ 11 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thì quý vị cũng biết qua cái lịch của sinh hoạt của Xuân Trang vừa nói, tức là chương trình văn nghệ bắt đầu từ lúc 11 giờ và kéo dài cho đến 4 giờ chiều, phải không em? Dạ. Nhưng mà cái bữa trưa đó, quý vị đừng có để miss cái bữa trưa nha, tại vì như thầy vừa trình bày đó, là những món ăn chay tinh khiết mà do chính những Phật tử của chùa Hồng Danh đã bỏ tâm sức ra để mà làm, để phục vụ quý vị. Quý vị đến ăn vào lúc 11 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi, phải không em? Đó là chương trình nó sẽ là như vậy. Đúng rồi, em nói cũng có lý đó. Tại vì mọi người cứ nghĩ là từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều, 3 giờ mà tới là quý vị sẽ là không còn được dịp thưởng thức những món ăn chay đặc biệt của chùa Hồng Danh nữa đó. Vâng, không biết là Kim Vân có muốn nói thêm gì không em? Dạ, thưa chị Đồng Thảo, thì Kim Vân nghĩ là Kim Vân nghĩ thầy Quảng Thường cũng như Xuân Trang. Thì ở đây thì mình nghĩ là mình sống trên đất Mỹ, mình rất là may mắn. Thì mình chỉ cần tiết kiệm một đồng cũng được để mà có mình một bàn tay góp lại để mà giúp cho những kẻ bất hạnh ở bên Việt Nam. Đó là cái điều mà Kim Vân rất là
mong muốn. Như vé chỉ có 30 đồng, nếu quý vị tiết kiệm mỗi ngày 1 đồng thì là một tháng trời là quý vị có đủ tiền để mà đóng góp trong chương trình này rồi. Bây giờ tiết kiệm 2 đồng hả chị? 3 đồng thì có 2 đồng. 2 đồng thì quý vị sẽ được vé VIP. Vâng, con rất là cảm ơn thầy đã đến Đài Quê Hương để quảng bá chương trình rất là ý nghĩa này. Con kính xin thầy có thêm vài lời nào nữa không trước khi chúng ta tạm biệt ạ? Dạ, kính thưa với quý đồng hương Phật tử cũng như quý khán thính giả của Đài Quê Hương, chương trình chúng ta sẽ sắp khép lại. Trước khi dứt lời thì chúng tôi cũng xin một lần nữa được có lời mời trân quý đến tất cả quý đồng hương Phật tử cũng như quý khán thính giả của Đài Quê Hương dành chút ít thời gian đến tham dự cái buổi tiệc chay văn nghệ buffet gây quỹ phát tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp và quà cho học sinh nghèo lần thứ tư tại hội trường Webby. Tất cả những thông tin này nó có trên cái Facebook Từ Tâm Charity hoặc là Facebook Hồng Danh Temple hoặc là vào Facebook Thích Quảng Thường. Nhiều quý vị không nhớ được ba cái đó đủ rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là xin nếu quý vị có một cái nhà ý, có một chút tình thương, nghĩ đến những người bất hạnh, nghĩ đến sự nhọc nhằn của ban tổ chức, không phải chúng tôi kể sự nhọc nhằn đến quý vị, nhưng mà nói để cho quý vị nghe, quý vị biết được và quý vị cảm thông được. Tất cả như chị Kim Vân, chị Valerie Xuân Trang cũng như nhiều vị khác, họ cũng có công ăn việc làm, họ có job, họ có gia đình, họ có cuộc sống của họ, lo toan rất nhiều việc để bề bộn, nhưng họ đã bỏ lòng mình vào cùng với hội Từ Tâm và đã đem tấm lòng của mình chia sẻ đến với những người bất hạnh. Thì nếu như quý vị không có được những khoảng thời gian đó để mà cùng giúp đỡ những việc khác với hội Từ Tâm, thì quý vị giúp bằng cách khác, bằng cách quý vị lưu giữ lại cái ngày và nhớ ngày hôm đó, và quý vị đến đúng giờ và tham dự đúng giờ, để cho bạn đó là một niềm khích lệ lớn cũng như là một sự cổ vũ, và để cho ban tổ chức có được thêm một cái sức mạnh và năng lực để làm tiếp những cái việc có ý nghĩa này. Chúng tôi xin nguyện rằng sẽ đem cái năng lượng từ bi và đem chuyển trải tấm lòng yêu thương của quý vị đến những người nghèo, kém may mắn và bất hạnh hơn tất cả chúng ta. Chúng tôi cũng mượn làn sóng trên đài Quê Hương này, kính cảm ơn quý vị đã dành chút ít thời gian ngồi lại để nghe những tâm tình của chúng tôi và cho chúng tôi được chuyển tải những sinh hoạt của hội Từ Tâm, và chúng tôi hy vọng và được tiếp đón quý vị vào ngày Chủ nhật 24 tháng 7 năm 2016 năm nay. Kính chúc quý vị có những ngày tháng kế tiếp thật an lành và thành đạt trong cuộc sống. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con kính chào thầy, cảm ơn thầy đã đến đây. Chào Xuân Trang và chào Kim Vân.